Thụy Điển nói Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi quá nhiều. Thủ tướng Christensen nhận định Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra một số yêu cầu để duyệt tư cách thành viên NATO mà Thụy Điển không thể chấp nhận. Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận chúng tôi đã thực hiện những gì mình thông báo sẽ làm. Tuy nhiên, họ yêu cầu những thứ mà chúng tôi không thể và không muốn làm. Thủ tướng Ulf Christensen ngày 8 tháng 1 nói trong hội nghị an ninh ở Thụy Điển. Chúng tôi tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra quyết định và chỉ không biết khi nào. Thủ tướng Christensen khẳng định đồng thời đánh giá điều này sẽ phụ thuộc vào hoạt động chính trị nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như khả năng thể hiện sự nghiêm túc của Thụy Điển. Thụy Điển và Phần Lan kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết quân sự và nộp đơn gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối công nhận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan do hai nước Bắc Âu chưa đáp ứng các yêu cầu của họ. Mở đầu bản tin sáng nay sẽ là các tin tức cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Hôm qua ngày 8 tháng 1, Nga đã chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 36 giờ, nhân dịp lễ Giáng sinh của chính thống giáo diễn ra vào ngày 7 tháng 1 hàng năm. Giới chức Ukraine cho biết, ngay sau khi thời gian lệnh ngừng bắn kết thúc, Nga đã tiến hành các đợt không kích xuyên đêm tại những khu vực ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, địa Kremlin tuyên bố Nga sẽ thúc đẩy trở lại chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Kiryenko, phó tránh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Nga nói. Các nhiệm vụ do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ vẫn được thực hiện và chắc chắn sẽ có một chiến thắng. Trong khi đó, theo dữ liệu của Bộ Chuyển đổi số Ukraine, còi báo động không kích đã vang lên tại các khu vực Poltava, Kharkov và Dnepropetrovsk của Ukraine, cũng như các khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Zaporizhia. Trên ứng dụng Telegram, quan chức cấp cao vùng Zaporizhia Vladimir Rogov cho biết, một số vụ nổ đã xảy ra ở thành phố Zaporizhia, hiện do Ukraine kiểm soát, và còi báo động không kích vang lên sau vụ nổ đầu tiên. Các quan chức Ukraine khác cũng xác nhận Nga đã oanh tạc trở lại các khu vực ở phía đông nước này. Hãng tin RIA Novosti đưa tin, thành trì của quân đội Ukraine ở một vành đai rừng đã bị phát hiện bởi trinh sát của lữ đoàn Slavic số 1 của Nga. Sau khi phân tích dữ liệu trinh sát, quân đội Nga quyết định sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad BM-21 để phá hủy tối đa phạm vi vị trí của đối phương đóng quân. Địa điểm cụ thể của cuộc tấn công không được phía Nga tiết lộ. Trong khi đó, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về video của Nga công bố. Trước đó, lực lượng pháo binh Nga cũng tiến hành những cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad và các vị trí bắn của quân đội Ukraine theo hướng Zaporizhia. BM-21 Grad là mẫu pháo phản lực phóng loạt do Liên Xô phát triển nhằm thay thế cho các hệ thống pháo phản lực BM-14 thế hệ cũ. BM-21 Grad được coi là một trong những huyền thoại của lực lượng tên lửa và pháo binh Nga, có khả năng phá hủy hỏa lực, căn cứ điểm, trang thiết bị, hệ thống pháo và súng cối, cùng nhiều mục tiêu khác của đối phương. Liên quan đến tình hình chiến sự, đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko cho biết, tổn thất của quân đội nước này là không nhỏ, trong khi Nga cáo buộc Kiev pháo kích làm hư hại hai nhà máy nhiệt điện ở Donetsk. Trả lời phỏng vấn tạp chí Newsweek của Mỹ ngày 7 tháng 1, đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristako khẳng định, tổn thất của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU là rất lớn, lớn tới mức khó hiểu, mặc dù không công bố con số chính xác. Đồng thời, ông Pristako cũng bày tỏ tin tưởng cuộc xung đột này có thể kết thúc trong năm nay trong năm 2022, Ukraine đã nhận được khoản hỗ trợ tài chính kỷ lục lên tới 32,1 tỷ đô la từ các nước phương Tây và tổ chức quốc tế. Báo cáo công bố mới đây của Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết, với 12 tỷ đô la, Mỹ đứng đầu danh sách các nước hỗ trợ tài chính lớn nhất cho Kiev. Tiếp đến là Liên minh châu Âu EU 8 tỷ đô la, Quỹ tiền tệ quốc tế 2,7 tỷ đô la, Canada 1,9 tỷ đô la và Đức 1,6 tỷ đô la. Cũng trong năm ngoái, Ukraine đã nhận được khoảng 3,1 tỷ đô la nhờ phát hành trái phiếu ngoại tệ, khoản vay nội bộ của chính phủ. Theo ngân hàng trên, trong năm nay, dự trữ ngoại hối của Ukraine giảm 7,9%. Trong tháng 12 năm 2022, dự trữ này tăng 1,9% so với tháng liền kề trước đó nhờ thu nhập ngoại hối tăng. Hiện tại, dự trữ ngoại hối của Ukraine là 28,5 tỷ đô la Mỹ. Về vấn đề chiến sự Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã lưu ý rằng, Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine và chính chính quyền Kiev đã tự cấm điều đó. Trong khi đó, các nước phương Tây đề cập ngày càng nhiều đến sự cần thiết của việc tiếp tục cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ của họ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ đô la dành cho Ukraine và những quốc gia khác liên quan bị ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột hiện nay ở quốc gia Đông Âu. Gói viện trợ cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp các khí tài có tổng giá trị lên đến 2,85 tỷ đô la từ kho dự trữ thiết bị quân sự của Lầu Năm Góc, trong đó có xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine và những quốc gia liên quan khác. Những phương tiện thuộc diện viện trợ có thể là xe thiết giáp và xe bánh xích hạng nhẹ, có hỏa lực tầm trung và tầm xa, có khả năng tiêu diệt các phương tiện quân sự khác, bao gồm cả xe tăng. Theo hãng tin TASS, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký xác lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 119 người, trong đó có nhiều người nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn hóa ở Nga. Trong danh sách bị áp đặt trừng phạt có đạo diễn phim Nikita Mikhalkov, ông Dmitry Kisenyov, tổng giám đốc một tập đoàn truyền thông lớn của Nga, Margarita Simonyan, tổng biên tập kênh truyền hình RT, cùng một số ca sĩ và diễn viên của Nga. Một số công dân Ukraine cũng có tên trong danh sách này. Sắc lệnh trên được công bố trên trang mạng của văn phòng tổng thống Ukraine có hiệu lực kể từ ngày công bố. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, dừng trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh Ukraine, thu hồi các giải thưởng nhà nước Ukraine và các biện pháp khác. Những biện pháp hạn chế này sẽ có hiệu lực trong 10 năm. Sau lần gần đây nhất Đức từ chối bồi thường chiến tranh cho Ba Lan, các quan chức Ba Lan đang kêu gọi Mỹ và Liên hợp quốc hỗ trợ nhằm gây sức ép lên Berlin về vấn đề nóng nêu trên. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk tuyên bố, khi đề cập đến việc từ chối trả tiền bồi thường sau chiến tranh thế giới thứ hai cho Ba Lan nêu rõ, phản ứng của Đức gây ngạc nhiên đối với chúng tôi, thậm chí những cuộc đàm phán hay hòa giải đều không diễn ra. Chúng tôi không chấp nhận quan điểm của Đức, chúng tôi bác bỏ lập trường đó là hoàn toàn phi lý và sai trái. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động ở Đức và trên trường quốc tế để hối thúc người Đức và cộng đồng quốc tế thay đổi lập trường. Để tăng áp lực lên Berlin, Warsaw đã mời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng giám đốc UNESCO Andrei Azula tới Ba Lan. Thứ trưởng Mulacik gần đây đã công bố sẽ thực hiện chuyến đi đến Washington, nơi ông hy vọng sẽ tìm được sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ. Một cuộc khảo sát do Viện IPSOS thực hiện vào ngay đầu tháng 1 năm 2023 cho thấy 75% dân số Đức phản đối các yêu cầu của Ba Lan. Nhưng kết quả này không ngăn được ông Mulazic công bố một chiến dịch vận động ở Đức. Ông Mulazic, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, lại bày tỏ đặc biệt tin tưởng vào các thế hệ trẻ ở Đức và nêu lên ý kiến. Chúng tôi hy vọng rằng theo thời gian, chúng tôi có thể thuyết phục người Đức rằng vấn đề này phải được giải quyết. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Arkadius Mulazic, là thành viên của Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền ở Ba Lan, đảng lớn nhất ở nước này. Ông Mulazic đã ưu tiên yêu cầu bồi thường từ nhiều năm trước. Trong một thông cáo báo chí, Cảnh sát thành phố Munster và Văn phòng Công tố Düsseldorf bang North Stream Westphalia miền Tây nước Đức cho biết lực lượng chức năng đã khám xét một căn nhà ở thị trấn Castrop-Rauxel để tìm các chất độc được cho là để sử dụng cho vụ tấn công. Các nhà điều tra cho biết đối tượng trên bị tình nghi chuẩn bị thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng, đe dọa an ninh quốc gia bằng việc chữ chất độc cyanua và resin. Ngoài người này, một đối tượng khác cũng đã bị bắt giữ trong chiến dịch trên. Trong những năm gần đây, tại Đức đã xảy ra một số vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện. Trong đó có vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào khu chợ Giáng sinh hồi năm 2016, làm 12 người thiệt mạng. Tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 25 đối tượng tình nghi liên quan đến một tổ chức khủng bố cực hữu đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công. Công ty Bayka của thổ nhĩ kỳ có kế hoạch chế tạo một biến thể siêu thanh của máy bay chiến đấu không người lái UAV Bayraktar Kizilendma. Giám đốc công nghệ CTO của công ty Sençuk Bayraktar cho biết, ông Sençuk đã tiết lộ về các tính năng của Kizilena, máy bay chiến đấu không người lái được phát triển và sản xuất nội địa đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong một buổi phát sóng. Cụ thể Kizilena sẽ có thể chống lại máy bay chiến đấu. Bên cạnh đó, thời gian bay dài hơn nhiều lần so với máy bay không người lái mới nhất của Bayka, máy bay chiến đấu không người lái Akinci, UCAV. Kizilena được cho là có khả năng thực hiện một loạt nhiệm vụ, chẳng hạn như tấn công chiến lược, hỗ trợ trên không CAS, tấn công bằng tên lửa chế áp hệ thống phòng không của đối phương và phá hủy hệ thống phòng không của đối phương. Nó được cho là có khả năng bay liên tục trong 5 giờ và đạt tốc độ lên tới 800 km h Ông Senchuk lưu ý, chúng tôi thậm chí còn có kế hoạch chế tạo một biến thể siêu thanh của Kizilenma, đồng thời nhấn mạnh hệ thống phương tiện bay chiến đấu không người lái quốc gia này ít bị phát hiện và có tốc độ siêu thanh là một dự án chiến lược và cực kỳ quan trọng của ca. Công ty có các máy bay không người lái chiến đấu đã được chứng minh qua thực chiến đã thu hút sự chú ý lớn trên toàn thế giới. Ông Senchuk thông báo thêm rằng, sau dự án Kizilenma, họ sẽ bắt đầu sáng kiến liên quan đến không gian của mình và họ có những mục tiêu cần đạt được trong 5 đến 10 năm tới. Trong một diễn biến khác, Hy Lạp tuyên bố nước này đang lên kế hoạch xây dựng hàng rào dài 140 km với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn dòng người di cư bất hợp pháp vào đất nước. Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Công dân Hy Lạp Takis Theodorikados Tuyên bố nước ông đang lên kế hoạch xây dựng hàng rào dài 140 km với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn dòng người di cư bất hợp pháp vào đất nước. Trao đổi với báo chí, ông Tado Rikardos cho biết, việc xây dựng 35 km đầu tiên của hàng rào mới sẽ bắt đầu ngay lập tức. Quyết định cuối cùng của chính phủ là thiết lập hàng rào dài 140 km tại khu vực sông Evros. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ đường biên giới chung dài khoảng 200 km, chủ yếu dọc theo sông Evros. Hy Lạp đã lắp đặt hàng rào bê tông và dây thép gai ở hơn 40 km biên giới dọc theo nhịp cầu gần một thành phố của thổ Nhĩ Kỳ. Hàng rào ban đầu được dựng lên vào năm 2012 và được mở rộng vào năm 2021. Ông Tedros Ricardo lưu ý bản thân sông Evros chưa được chứng minh là một trở ngại đủ thách thức đối với những người di cư bất hợp pháp và tỉnh cùng tên vẫn là một điểm nóng của những cuộc vượt biên bất thường. Ông cho biết thêm rằng, tính riêng ở Evros. Cảnh sát Hy Lạp đã ngăn chặn khoảng 256.000 người nhập cư bất hợp pháp. Hàn Quốc đang xem xét mua hệ thống cảnh báo sớm quang điện Sky Sporter của Israel. Thiết bị này giúp phát hiện và theo dõi các vật thể trên không như máy bay không người lái. Theo Sputnik, thông tin trên do truyền thông Hàn Quốc đưa ra, dựa theo một nguồn tin quốc phòng ở Seoul. Theo đó, trong những tuần tới, quân đội Hàn Quốc sẽ quyết định xem có chính thức yêu cầu mua hệ thống trên hay không sau khi xem xét hiệu quả của hệ thống trong chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái UAV. Vào tháng 12 năm 2022, một nhóm máy bay không người lái, nghi của Triều Tiên, đã vượt qua biên giới liên triều. Hàn Quốc đã tìm cách bắn hạ các máy bay không người lái này và điều máy bay chiến đấu, trực thăng để đánh chặn. Một trong hai máy bay đã bị rơi trong quá trình đó. Bốn máy bay không người lái nhỏ nói trên đã bay gần một hòn đảo của Hàn Quốc và một chiếc khác bay tới khu vực phía bắc của khu đô thị đông người, gồm cả thủ đô Seoul. Truyền thông Hàn Quốc sau đó nói rằng, một máy bay không người lái đã tìm cách quay trở lại Triều Tiên, trong khi bốn chiếc còn lại biến mất khỏi radar. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gọi việc máy bay không người lái xâm phạm không phận nước này là một hành động khiêu khích và cam kết sẽ đáp trả.